mày chạy kiểu gì vậy? Thằng chó này. Nè, về nói với thằng Túc, coi như đây chỉ là chuyến hàng để đền bù cho tao. Em đừng biết trước cặp bù. Để anh tính. Chị không nghe anh nói sao? Để anh tính. Em bị điên à? Có biết nguy hiểm lắm không? Anh không giải quyết được thì để em giải quyết. Lý mà phá vỡ hợp đồng, Lý phải đền tiền gấp đôi. Để rồi xem. Cú này. Mày hay lắm. Em đang nghĩ gì vậy? Tương lai. Tương lai của anh, của em và con của chúng ta. Chị Thương.